Như chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị khán giả, một trường mầm non ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phát hiện trong một bình nước 20 lít có đĩa và đã báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thì bình nước này đột nhiên biến mất một cách lạ lùng, khiến việc làm rõ nguyên nhân ngày càng khó khăn. Vào ngày 28 tháng 4, các giáo viên tại trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phát hiện một con đĩa trong bình nước 20 lít vẫn còn nguyên tem. Trường đã mời xã đến làm việc và có báo cáo cụ thể. Sau đó, bình nước đã được phía công ty thu hồi, tiêu hủy. Sáng ngày 7 tháng 5, ông Lê Minh Tiến, chi cục trưởng chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã cử đoàn đến làm việc với trường, ủy ban nhân dân xã Phong Thủy và công ty cổ phần nước khoáng Bang. Tuy nhiên, hiện bình nước đã bị tiêu hủy nên việc làm rõ nguyên nhân gặp nhiều khó khăn. Trong buổi làm việc, phía công ty nhận định có thể do vỏ bình nước được tái sử dụng trong quá trình vệ sinh, rửa sạch, sụp rửa không kỹ nên để sót dị vật. Công ty cũng đang làm rõ một số nghi vấn khác. Hiện các cô giáo của trường mầm non Phong Thủy đang tự nấu nước cho học sinh uống để đảm bảo an toàn.